Rồi, cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng máy cắt cỏ của Thành Hợp ha. Tên của em là tên Nhanh. Đó, anh chị chú bác mà mình có muốn đến cửa hàng để mình xem máy hay là mình chốt hàng qua bên YouTube thì cứ kêu em Nhanh nghe cho gần gũi ha. Thì em chuyên về bán máy cắt cỏ động cơ 2 thì, máy cắt cỏ động cơ 4 thì và bên em Nhanh có máy cưa xích nữa. Cho nên anh chị chú bác mình có chút đơn thì mình cứ mạnh dạng mua máy ha. Thì bên em Nhanh thì bán đa dạng mặt hàng cho mình dễ lựa chọn nha. Thì bên em Nhanh thì máy cắt cỏ thì có máy nhỏ nè, máy lớn nè, công suất nhỏ, công suất lớn, giá cả thì phải chăng. Rồi cưa xích thì cũng có dạng như máy nhỏ mini để cho mình bé nhánh tỉa cành, hoặc là máy lớn để mình phá hai cây đứng rồi đó. Dần dần nha. Thì hôm nay bên em có lên cho mình hai cây cưa xích, một cây đến từ thương hiệu Hitachi nè, 45cc, nồng có tới 40 ly luôn. Thứ hai là cây Shinewa 350 nha. Kế tiếp là đầu máy Kawasaki nha em nha, đẹp, giá cả phải chăng nè. Một cây Robin nè, Maru Yanma tung thời nè, Shinewa S25 nè, Maru Yanma 2330 chạy chế hai kim, Maru Yanma 23. Rồi cái đó là Mitsubishi TL 231 ha. Rồi Maru Yanma 26 nè, Mitsubishi TB 26 trợ lực chạy chế hai kim nè, Kyujit 260 nè. Và cuối cùng là một cây máy siêu to khổng lồ về công suất, đó là G3K. Đó, máy này chạy siêu khỏe, siêu đỉnh nha. Dành cho những anh nào mà mình phát số lượng nhiều quanh năm suốt tháng, làm chuyên về nông nghiệp đó. Rồi mấy anh thấy kênh của em Nhanh, máy mà đa dạng chất lượng, anh chị chú bác cho em Nhanh xin một nút like. Khách mới mình chưa nhắn vô đăng ký kênh thì mình mạnh dạng nhắn vô đăng ký kênh đi, mình không có mắc cái gì hết. Nhưng mà cái mình được á là mấy anh xem được những cái video của em rất là bổ ích. Bổ ích là có kiến thức nè, có thể tham khảo giá máy nè, và chọn được những cây máy nó phù hợp với gia đình ha. Là khi mà em Nhanh like xong, nó sẽ hiện lên trang của mình là cửa hàng Thành Hợp đang like, để cho mấy anh có thể là xem những cái video sát nhất, chọn những cái máy phù hợp với mình nhất. Đó là cái lợi ích đó nha mấy anh chị. Đó, cỡ gì mà mình không bấm like, bấm đăng ký kênh đó. Bên em Nhanh bán hàng với phương châm là khách hàng trao niềm tin, em Nhanh sẽ trao cho mình chất lượng máy nha. Và bên em bán có chế độ bảo hành rõ ràng ha. Thì bên em sẽ bao đổi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày mình nhận hàng. Và từ đó vì sao mà mấy anh sử dụng máy nó có cái vấn đề gì mà nó khác lạ trước khi mà mình nhận hàng đó, thì mấy anh cứ alo cho em, bên em hỗ trợ cho mình 100% nhiệt tình luôn. Và đặc biệt là không cần đem lại thợ ở địa phương ha, tại vì bên em có dòng thợ cực kỳ là cứng tay nghề, trẻ trung, năng động ha. Nói thẳng là như vậy đi, nghe cái nào biết bị gì liền đó. Là ví dụ như mấy anh muốn sửa ở địa phương thì mấy anh để cho bên em bắt bệnh trước, rồi em sẽ báo giá tầm bao nhiêu tiền mấy anh đi chữa bệnh cho cây máy mình, thì nó sẽ không tốn tiền nhiều ha. Rồi hoặc là để gửi về cho bên em làm. Em Nhanh là nói là em Nhanh nói dự phòng trước thôi, chứ thật sự máy bên em Nhanh muốn hư rất là khó nha mấy anh. Tại vì muốn hư là nó sẽ hư trong vòng 10 ngày đó thôi, chứ từ đó vì sao muốn hư nó cũng khó mà hư lắm. Tại vì máy móc bên em làm rất là kỹ, em mua máy em lựa từng con zin toàn tập ha. Cho nên mấy anh an tâm đi, nó zin từ cái cùm từng con ốc luôn. Thì những cái mặt hàng mà em Nhanh like đây là em Nhanh sẽ nhận ship hàng trên mọi miền đất nước nha. Đó, mấy anh cho địa chỉ cụ thể chỗ mình ở, giống như là thôn, xã, huyện, tỉnh, em Nhanh sẽ gửi tới nhà luôn. Và những cái máy mà em Nhanh gửi là mấy anh được tới nơi, mấy anh được tháo ra, mấy anh được kiểm tra, test nổ máy, cưa cây, cắt cỏ thử, đúng máy, đúng hàng mình hãy nhận, rồi mình hãy trả tiền cho cái shipper giao hàng. Rồi em Nhanh khuyến khích là mình kiểm tra hàng nha. Rồi bên em bán thì em không có cần lấy cọc anh chị chú bác mình 1.000 nào hết. Cho nên anh chị chú bác mình mạnh dạn chốt đơn đi, không có sợ bị lừa gạt. Nhưng mà em khuyên xem cho kỹ đi rồi mình hãy chốt đơn nha. Tại vì sao? Coi phù hợp đi mà hãy chốt, chứ nhiều khi mấy anh chốt xong mấy anh tới nơi mấy anh đổi ý xong khi đó những cái mặt hàng anh em không đủ mà bán nữa đó. Mấy anh đổi ý gì vậy, nó bơm hàng rất là mệt luôn, nó mất thời gian của mấy anh mà nó mất thời gian của em nữa. Rồi số điện thoại đi chốt đơn bên cửa hàng là 0913136620. Số này hỗ trợ tư vấn chốt đơn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy, có Zalo tên là cửa hàng Thành Hợp. Em đọc có nhanh quá, anh chụp cái bảng này lại ha. Một cây máy cắt cỏ hay một cái máy cưa mà em Nhanh báo giá để em Nhanh sẽ bao ship tới nhà cho mình nha. Và cái phí vận chuyển đó là rồi đặc biệt, ví dụ như cắt cỏ thì em Nhanh sẽ cho thêm 6 món phụ kiện đi kèm. Ví dụ cây máy hôm nay em bán 1.4 triệu là em bao ship phụ kiện đầy đủ rồi. Phụ kiện đầu tiên của em cho theo là một cái trắng cỏ nè, thứ hai là một cái tiếp mở bu ghi, mở đầu dao nha, một cái lục giác 4,
một sợi dây đeo, một cái ổ cướp bốn chấu có dây cướp, một cái đĩa dài ba tấc đến từ thương hiệu Makita. Đĩa này là anh cho đĩa xịn luôn nha mấy anh. Đối với ổ cướp hoặc là đĩa dài mà mấy anh không sử dụng thì mấy anh có quyền đổi vào đĩa tròn. Ví dụ mấy anh nói anh ơi cho anh đổi, anh lấy đĩa tròn, đĩa dài hoặc đĩa tròn ổ cướp thì em sẽ quán đổi theo ý kiến của mình, nhưng mà đĩa tròn của em là đĩa của Nhật về nha em anh, chứ không phải đĩa của ở đây nha, nó sẽ bị xét thì em sẽ chào nó cho hết xét. Rồi đối với cưa thì em nhanh sẽ cho bốn món nha. Đầu tiên là một cái tép mở bugi, thứ hai là một vít chỉnh xăng, thứ ba là một dũa, thứ tư là một cái bao lăm kim. Rồi những cái mặt hàng em nhanh bán thêm nè, cái này là em bán gà hơi bị đắt luôn nha em anh. Chạy hàng á, trà rong rêu phát cỏ, trời nắng thì ứng dụng cho trà rong rêu với nền xi măng ghe tù, còn trời mưa thì trời mưa mình mới ứng dụng cho trà rong rêu ha, còn trời nắng thì ứng dụng cho phát cỏ nha. Cái loại lớn này là 120.000, loại nhỏ là 100.000. Khi mà mấy anh mua cái loại nhỏ này thì mấy anh xài vừa cho mấy nhỏ vừa cho mấy lớn được, nhưng mà cái lớn này thì mấy anh sử dụng cho mấy lớn hay mấy anh sử dụng cho mấy nhỏ thì nói chung nó hơi yếu máy nha. Khi mà mấy anh chốt đơn cái này mấy anh nói là trà rong rêu đi là em nhanh biết ha. Rồi gom cỏ này, gom cỏ cho trâu cho bò ăn nè, 100.000 một cái. Những cái mặt hàng mà em nhanh bán thêm ở đây á là mấy anh mua chung với máy thì em nhanh bao xếp, còn mà mấy anh mua lẻ thì mấy anh chịu phí vận chuyển 30 ha, chứ em nhanh vẫn có máy nha. Nhà anh nào có máy nhưng mà mua phụ tùng em nhanh vẫn bán, an tâm đi. Cái này là cái tua hết bơm nước nha em anh, cái tua này nó bằng inox nha, loại này em bán 170.000 nha em anh, alo thì em gửi luôn. Bên em nhanh có bán gom lúa nha em anh, gom lúa này là 200.000 một cái ha, phí vận chuyển là 30 là 230. Rồi mấy anh nào có xài thêm cái đĩa dài ba tấc rưỡi cho cái gom lúa này thì 50 nữa là 280 ha. Rồi nhớt hai thì nhớt qua tép. Nhớt này là em nhanh xài 4-5 năm nay rồi nha em anh, chạy nó bền mà giá cả nó hợp túi tiền nữa nè, chỉ có 100.000 thôi mà mình nhớt là tới 1 lít lặn đó, 1 lít nhớt như thế này em có thể xài từ 20 đến 25 lít xăng, nó rất là hời luôn đó. Mà em nhanh sẽ hướng dẫn cho mình cách xăng pha nhớt nè. Đối với cắt cỏ thì mấy anh pha dùm em 1 lít xăng 40cc nhớt 2 thì, đối với cưa xích là 1 lít xăng pha dùm em 60cc nhớt 2 thì ha. Mấy anh bóp nhớt bên đây nó qua đây và xuống đây nè, 40-60 nè. Nhớt của em nhanh bán nó mình nhỏ, mình không chốt cái mưu cho mình lường luôn, cho nên anh chị mình cứ an tâm ha, xài nha em nhanh chỉ. Máy chạy bao bền nha, mặc dù nó hơi ra khói một tí xíu nha mấy anh, nhưng mà cái đó là tín hiệu nó mát máy bôi chân mít tông không sao hết, bao bền cho mình luôn, chỉ có là hơi ra khói thôi đó. Thì em nhanh khuyên mình mua máy thì nên mua theo một chai nhớt như thế này, có anh mua cây máy hai chai nhớt rồi đó mà. Thứ nhất là shipper họ giao thì mình có nhớt mà mình thử. Cái thứ hai mấy anh sử dụng hết sau này mấy anh trừ cái vỏ này là mấy anh lường, mà nhớt này mình sử dụng cho nhớt lam của máy cưa được luôn, rất là tiện lợi, chỉ có 100.000 thôi. Rồi rồi bây giờ hôm nay em nhờ anh em thợ cách máy cho mình xem ha, rồi mấy anh coi cây nào mà mình ủng hộ được bên cửa hàng em thì mình chốt đơn nha. Hôm nay em nhanh like mã A nha em. Rồi cho em nhanh cảm ơn trước ha. Ký lô 6 nè. Làm 5 tắc ha. Rồi. Một cây cưa Hitachi. Công suất là 45cc, nòng 40 ly nha em anh. Máy này chạy dữ lắm, chất lượng, hạ cây đứng là vô tư bao khỏe. Con tắc nằm bên đây ha. Giữ cả lớn. E gió nè, đóng e, mở e là mình đẩy vô ha, em nhanh hướng dẫn rất là kỹ. Lốc máy nó đẹp chưa đó. Cái nắp phía màu đen phía trước là nắp nhớt lam, cái nắp màu này là xăng pha nhớt nha. Xích này nó sử dụng đó là xích 325 nha em anh, mặt cắt còn đẹp dày dặn ha, hai con ốc giữ lam luôn.
Rồi à, mã này thì mấy anh chốt giùm em nhanh mã A1 giá 2.600.000 đồng, đồng 40 ly nha. Rồi một cây cưa đến từ Shindaiwa 350 nha em anh, chạy ra anh ti tiếng nào nó ra tiếng đó đó. À, mượt mà ổn định, gọn ha, gọn gàng về cái lam nè, công tắc nó nằm phía sau nha, e gió nè, đóng e mở e nè, sử dụng xích là xích 91. À, lam này là lam Latin, hai con ốc bắc lam có sự gỗ luôn ha. Đây chắn bụi xin đi qua mã này chốt em nhanh mã A2 giá 3.100.000 đồng ha. Rồi sẵn em nhanh nói luôn, cái nắp phía trên là nắp xăng pha nhớt nha, nắp phía dưới là nắp nhớt lam ha. Rồi đầu máy Kawasaki, Kawasaki TG2425 ha. Cái dòng máy này nó rất là thông dụng luôn mà. Mà đầu tiên em sẽ nói về cái lốc máy trước cho anh coi, quá đẹp quá sáng chưa. Ốc máy thì nó zin từng con ốc, từng cái con lông đền ha. Ô khói trắng đẹp nha. Tắt nè, mở nè. Cái này là sử dụng máy nó là tum rời, tum 260 nha. Cho nên là ưu điểm đầu tiên là ở nhà mà mình có cây máy mà nó bị hư cái đầu máy rồi mà còn cái lắp 260 như thế này, về mấy anh lắp vô mấy anh phát cỏ tiếp. Những cái đời máy như Mitsu nè, Maru nè, Kawasaki vân vân, tum 260 là lắp vừa hết ha. Còn mấy anh không biết thì mấy anh điện cho bên em coi là bên em nó vừa thì mấy anh hãy mua. Đó. Đời máy này thì lốc nó có dập nổi mắt in Japan nha em ha. Bình xăng nối zin, tế bộ đỡ bình xăng đàng hoàng. Còn về ứng dụng cho anh em mình thì miền Tây mình ưa đấu xịt thuốc đó, thì mấy anh mua cái đầu máy này giá con chịu về mình đấu bình xịt thuốc thôi. Chốt và dùm nha, em nhanh mã A3 32 ly giá 1 triệu, bao ship kèm phụ kiện đầy đủ ha. Em xin lỗi phụ kiện không có nè, chỉ có 4 con ốc tôm thôi, em bao ship. Rồi à, cái cây này là cái cây Rubin nha em ha. À, áo máy nó hơi nấm đen đây xíu rồi ha. Chứ đây ô khó đồ đẹp sáng nè, chạy chế zin quanh bà rồ một kim ngang ngang nha. Máy này hình thức á, nhìn thích lắm nha em anh, trợ lực nhẹ, rất là nhẹ giật ha, cổ bình xăng quay lên đó, dễ dàng. Tum này tum gời nha em anh, ốc máy trắng đẹp, cho nên ngoài cắt cỏ mà anh có thể tháo rời đấu xịt thuốc được, nhưng mà tum nhôm luôn á. Hai ta đôi lớn ra giữ ha, đầu bò zin có ổ cước zin, đặc biệt là cái ổ cước này mà anh xỏ dây cước vô mấy anh phát cỏ là ngon lành, nhưng mà bên em sẽ xỏ dây cước sẵn cho mình luôn. Rồi khi mà cho đi ổ cước zin thì bên em sẽ không cho ổ cước mới ha. Đó. Rồi mã này chốt cho em nhanh mã A4 giá 1.4 nha em anh, lòng ba tô ly 1.4. Cái
đi luôn đi em, chó mau. Yanma AC23 hết. Cái ưu điểm đầu tiên của con Magu này là nó có trợ lực nha em ha. Trợ lực nhẹ ha. Màu đỏ hai sừng quá đẹp, đồng thanh đồng thủ nữa nè. Bô khói trắng đẹp nha. Cũng chạy chế bình xăng con một kim quanh pro. Đó, bình xăng lớn màu zin nè em anh nhìn đi. Lắp có dập nổi made in Japan luôn ha. Khung bờ đỡ đầy đủ nè. Tum nhôm tum gầy 260 ốc 7 màu. Mà anh thấy tum nước sừng zin đó đó. Quá đẹp, quá chuẩn luôn. Công tắc zin nữa nè. Máy này thì nó nhiều ứng dụng nè, cắt cỏ đấu xịt thuốc. Đó. Bơm nước chỉ được hết, hai cái đôi lớn ra giữ nha. Chắn cỏ đầu màu zin. Cái chắn cỏ nó còn đắt nhật luôn. Đó. Mã này chốt cho em nhanh mã A5, giá 1,5 triệu nha em ha. 32 ly 1.500.000 đồng. Rồi kế đến là Sinewa nè. Qua S25 nha em anh. Quá đẹp, quá cứng cáp luôn, chạy quá khỏe luôn, dành cho những anh nào mà dùng cao đó, mà mình phát cỏ dày cỏ to mà đánh cước chuyên nghiệp đó. Hình thức nó gọn nha em anh, rất là gọn nhẹ luôn nè. Đẹp, nhìn kỹ giùm em từng con ốc vàng quá đẹp ha. Chạy chế này chế zin bình xăng cháy nổi nha. Cái này nè mấy anh nè. Cái này nè mấy anh cầm cũng được, mấy anh móc qua đeo cũng được nha. Còn rất đẹp nha mấy anh. Hàng lửa từng cây nha. Công tắc nè. Đó, tum tum lên, tum nhôm. Hai ta đâu lớn ra giữ nha em anh. Chắn cỏ đầu bò zin và đặc biệt cái này lắp xay nha. Đó, nhiều anh thì thích xay. Đó, còn anh nào mà chốt máy này không thích xay thì nói bên em nha, anh em nhanh bấm lại cho nó cứng luôn khỏi xay. Đó. Con 1,5 triệu nha. Chốt giùm em nhanh mã A6 32 ly 1,5 triệu nha. Maru Yanma 2300 nòng 32 ly chạy chế 2 kim nghe em, 2 kim riêng quanh bà đồ tiết kiệm xăng. Cái đời máy này em phải nói phe chứ lên bao nhiêu là bán bao nhiêu nè mấy anh biết sao không? Nó nhỏ gọn mà công suất nó vừa tầm, không nhỏ mà không lớn, mà sở hữu chế 2 kim nữa anh nghe máy chạy rất là mượt, cực kỳ là khỏe, thì ra anh tiêu cho ổn định luôn. Bình xăng lớn là zin nè, bình xăng bốt khối nè, lắp có dập nổi mát in Japan rồi luôn ha, zin toàn tập cho mình luôn nè, tum nhôm tum rời luôn, nước sơn zin ốc vàng quá đẹp ha. Công tắc trên tay cầm ra giữ nha, lắp zin nữa nè, Maru Yanma đầu bò zin đó, quá ok. Mã này chốt cho em nhanh mã A7 32 ly 1,5 triệu 50.000 nghe em anh, gọn nhẹ chạy khỏe tiết kiệm xăng bao đỉnh. A7 1,5 triệu 50. Tới Magu Yanma là 2330.
BC233SN Maru Yanma. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha mấy anh. Đó. Chạy chế rin quanh bà rồ 1 kim. Khung bơ đỏ đầy đủ ha. Lốc dập nổi Made in Japan nha. Chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng nha mấy anh. Tôm liền tôm nhựa nha. Đó. Ga bóp zin nữa nè. Trắng cỏ đầu bò zin ha. Con số đầy đủ nữa. Rồi mã này chốt giùm em nhanh mã A8 32 ly. Giá là 1.600.000 đồng. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ ha. Công tắc zin nằm bên đây nha mấy anh. Mitsubishi tên là 231 nè. Nòng 31 ly, công suất là trên 23cc. Hệ Mitsu này không có cái nào nòng chẳng em anh, nòng lẻ hết. Nhưng mà chạy đỉnh lắm nha em anh. Nó chạy cho những cây 32, 33 ly chứ không phải thường. Mà chạy vừa tiết kiệm xăng, mà đặc biệt cái chỗ mà cái máy Mitsu ai cũng thích là cái độ bền, siêu bền. Chế hai kim quanh rồi tiết kiệm xăng luôn đó. Lốc có dập nổi Made in Japan ha. Công tắc nè. Có chân chống bờ đỏ bên xăng, chạy tum nhôm tum gầy ha. Tum rời 260. Từ cái tum áo mái, cùm trắng cỏ, tông sẹt tông hết, zin toàn tập, đầu bò zin nữa. Đó. Hai ta đôi lớn ra giữ đồ luôn ha. Mã này chốt giùm em nhanh mã A9, giá là 1.750.000. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Maru Yanma. Sáu cc nằm 34 ly, chạy chế zin quanh bờ rồ 1 kim luôn ha. Công tắc zin bình xăng lớn zin này, mà anh nhìn kỹ giùm em, thun nó chưa có độ mòn luôn. Anh Nhật nó bảo nó xài phí quá nè. Lốc dập nổi Made in Japan rồi luôn ha. Tum liền tum nhựa nha em. Công tắc zin nè, ga bóp nè, cùm trắng chân lắp zin, trắng cỏ đầu bò zin hết ha. Đó, mã này chốt giùm em nhanh mã A10 34 ly, 1.800.000 đồng. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ ha. Anh ơi. BC, công suất là 26cc, nòng 34 ly, Made in Japan ha. Phiên bản là nó có trợ lực nha em anh. Cái hay của cái máy này là tua chạy nhanh, khỏe và chạy chế hai kim, lúc nào nó cũng sở hữu chế hai kim hết. Em nhanh mua máy lựa mà, chạy tiết kiệm xăng và cực kỳ là bền. Chỉ có cái áo nó hơi cháy đen ở đây xíu thì em nhanh sẽ bớt cho mình 100.000. Chứ thường thường thì máy này em bán rẻ gì cũng 2 triệu ha, hôm nay em bán cho mình 1.900.000 đồng luôn. Nó gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn ha, nó chỉ bị là đen đen ở đây chút thôi, còn bao nhiêu là ok hết nha. Sở hữu tum nhôm tum rời 260 nha em anh. Lốc dập nổi Made in Japan luôn. Đế nè, bỏ đỡ bình xăng luôn ha. Đó, tum nhôm tum rời cho ra ngoài cắt cỏ thì em anh có ứng dụng bơm nước và đốt xịt thuốc được ha. Hai tay đau lớn. Đó, ga giữ công tắc trên tay cầm. Và sẵn em nói luôn, cái tay zin người ta là như vậy ha, chứ không phải là nó cong nó bị gì đâu nha em anh. Tay zin thì tay phải nó gặn chút mấy anh, phát cỏ nó không có bị mỗi tay thôi. Đó. Đầu bò nó xịn sò nè, đầu bò zin có chén chống quắn cỏ luôn. Rồi mấy anh chốt cho em nhanh mã A11.9 nha.
60, nồng 34 ly, chạy chế 2 kim nghe mấy anh, tiết kiệm xăng quanh rồn ở bình xăng lớn Vin phiên bản có trợ lực nha. Kéo thẳng dây buông nhẹ về giùm em nhanh, chưa buông nữa đó, rất là nhạy nổ nha. Rồi em tắt nha. Máy này mà nó có cái độ bền, bền nó là có tiếng luôn nha em anh, bền như cái thương hiệu luôn, vô khói trắng đẹp nè đó, tum nhôm tum liền ha, máy đi ra bên cực kỳ là bền, cực kỳ là lợi xăng mà nhạy giật. Nói chung là máy này em mua lựa giá cao lắm nha em anh, nhưng mà nè, em đưa cái giá cực kỳ là vừa túi tiền để về cho mình sử dụng, nên cảm nhận được cái dòng máy này nó ngon như thế nào, bổ ích như thế nào đó. Ga dữ ha, đầu bò trắng cỏ Vin nữa. Mã này chốt cho em nhanh là mã A12, giá 2 triệu ha. Rồi mã cuối cùng, hàng khai thác nè, Xenon Komitsu G3K. Hàng chiến nó có khác chưa, bình xăng lớn người ta Vin rất là dày dặn nha. Lốc máy nó nè, này là nước sơn Vin hết nha em nha, chạy chế làm xăng chai nổi luôn, tum nhôm tum gầy tum lớn mua lớn nha em nha. Công tắc nè, ga dữ ha, lắp này lắp xay nha em nha. Nhưng mà mấy anh an tâm đi, không thích xay nói lại bên em bấm là cho nó cứng luôn. Cái này mình móc qua đeo vô cầm đồ lên ha. Cái lắp người ta dập mắt in Japan này, anh thấy không? Công suất 34cc, nồng 36 ly. Đó, đầu bò Vin trắng cỏ nó bể nên bổ sung trắng cỏ khác, nồng 36 ly. Nhưng mà em có thể mấy anh thải ship này vô hàng khai thác được nha. Thứ nhất là bình xăng trên nó xuống dưới, bình xăng cháy nổi cho nên nó sẽ chạy hết công suất của nó, rất là khỏe. Cái thứ hai là bít tông rất là dày, tay lớn búa to, cho nên là mấy anh mua mấy cây máy này về khai thác là em bao xài ha. Rồi chốt mã A13 giùm em nha, giá 2 triệu 900 ngàn đồng nha mấy anh. Rồi, cho em chào và hẹn gặp lại ha, tạm biệt.